Thấy điện thoại của bố bị nóng, con gái tốt bụng mang để vào ngăn đồn tủ lạnh khiến cả nhà khóc cạn nước mắt. Ôi trời ơi! Một đoạn clip quay lại khoảnh khắc hài hước của con trẻ khiến cộng đồng mạng được phen cười té ghế. Còn ông bố thì đầu tới ruột căng khi bé gái vì thấy điện thoại của bố quá nóng, sợ máy phát hỏng nên đã âm thầm làm việc tốt bằng cách mang nó cho vào ngăn đông tủ lạnh. Câu chuyện cảm lạnh trên vừa được một bạn nữ TikToker có tên là Mẹ Chip Vi chia sẻ. Theo đó, một bé gái khoảng chừng 6 tuổi có lấy điện thoại của bố là chiếc iPhone 11 để xem hoạt hình. Một lúc sau, vì máy quá nóng, lo sợ điện thoại bị hỏng, nên con gái đã âm thầm lặng lẽ cho nó vào một thau nước rồi đặt vào tủ lạnh. Lúc này, cô con gái rượu nghĩ bụng, chắc bố sẽ cảm động lắm cho mà xem, vì không chỉ mượn máy bố xem phim mà mình còn có trách nhiệm với nó. Thấy máy bị nóng, liền tìm cách giải cứu. Khoảng vài tiếng sau, khi ông bố đi công việc về, loay hoay tìm điện thoại không ra thì mới hỏi đứa con yêu của mình. Bé gái tự tin chỉ thẳng vào nơi mà mình đang cất điện thoại. Lúc này, mặt bố xanh xao hẳn ra vì linh tính có chuyện chẳng lành. Đến khi mở ngăn đông tủ lạnh ra thì ông bố đã khóc thét vì thấy chiếc điện thoại màu đỏ quen thuộc của mình đang nằm trong một khay đá đông cứng. Bất lực trước cảnh tượng này, người bố đã vội lấy chiếc búa để giải cứu điện thoại. Tuy nhiên tầm này chỉ có trời mới cứu được anh, vì chiếc máy đã nằm ở ngăn đông suốt mấy tiếng trời thì ai mà đỡ nổi. Nhận ra việc mình làm hình như có gì đó sai sai, bé gái đã vội hôn vào đầu bố để thay lời xin lỗi. Ông bố mặc dù tức giận nhưng chẳng biết làm gì, chỉ biết lặng người nhìn cô con gái rượu với ánh mắt hình viên đạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.